Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Hôm nay là ngày 24 tháng 8. Thì em có mấy cái dòng điện thoại cũ. Anh chị cô chú nhà mình xem được con nào ưng ý thì điện thoại trực tiếp cho em. Số điện thoại là 0939301439 và số Zalo của em cũng là số điện thoại đó luôn. Thì em cũng nhắc lại cái hình thức bán hàng bên em là anh chị em nào mua máy bên em á, thì cọc cho em từ 100k chuyển khoản cho em, nếu không có tài khoản á, thì mua cạc mobi chuyển cũng được. Và cái số tiền cọc này sẽ từ trực tiếp vào tiền hàng nha anh chị. Anh chị nhà mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán mà cái tiền cọc á, thì sẽ từ trực tiếp vào cái tiền đơn hàng nha. Rồi đầu lai em xin giới thiệu cô bác anh chị xem con G2 Dream nha. Đây chụp hình. Cam trước, cam sau. Ôi chị ơi. Cam sau nè. Đây em test cảm ứng nè. Máy nghe gọi nghiêm chỉnh. Máy vỏ đẹp luôn nha, cũng đẹp, màn đi hết. Máy này thì không có màn lâu rồi. Em thấy âm thanh con này giá 550 nha. Vỏ đẹp luôn nè, vỏ đẹp, màn đẹp, sườn hơi xấu, giá 550. Rồi G7 Dream game 3 bộ nhớ 32, máy màu xanh đen, bộ màn này màu xám. Chụp hình cảm ơn nè. Trường đẹp, giá áo đẹp, giá 1,2 triệu nha. Đây giá 1,2 triệu. Còn tiếp theo con Mi Note 6 Pro màu xanh, em thích cảm ứng. Chụp hình rồi, con này pin 4000, ram 3 bộ nhớ 32, giá 1,3 triệu nha. Android 8.1 Mi Note 6 Pro màu xanh. Rồi tiếp theo con Huawei Y7 Pro 2018 Android chạy 8 chấm, ram 3 bộ nhớ 32. Chụp hình cam trước á, cam sau nè, hình đẹp, cảm ơn. Rồi em vô âm thanh luôn.
màu xanh đen giá 1.250.000 Y7 Pro 2018 Android chạy 8 chấm màu xanh đen. Rồi tới con Nova 2i pin 3300, RAM 4, bộ nhớ 64, chụp hình cam trước cam sau màu đen nha, cảm ứng mượt nè, xét âm thanh. Rồi màn hình nó có chấm trắng vậy nè nha. RAM 4 bộ nhớ 64. Rồi em bán con này giá 1.400.000. Màu đen. Vỏ đẹp trên 90%. Vỏ chỉ trầy 1-2 chấm ở mấy góc này thôi nè. Còn trên đây là không có trầy hết. Màn đẹp. Rồi con này là con Winmate Joy 3. Âm thanh nè. Chụp hình cam sau cam trước cảm ứng rồi máy màu xám ha, xám nhớt, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 5000 nha. Con này giá 1.500.000. iPhone sắc tay Singapore màu xám, chụp hình máy bên em là từ giá không có cao nha cả nhà, từ 550.000 cho tới 1.500.000 trở lại nha, không có hơn. Anh chị mua máy chữa cháy hay gì vậy cũng được nha. Đó, cam sau cam trước. Rồi máy này là giá 1.500.000 nha anh chị. Em máy anh chị mua máy bên em á là em có cái cài đặt sẵn luôn nha. Zalo, Facebook, YouTube anh chị về chỉ kết nối wifi gắn sim vô là xài thôi. Đó. Rồi em còn 3 cây nè, giá màu nó vậy nè. Màu xám nhớt, màu kem, màu trắng, 3 cây. Rồi em kết thúc video tại đây nha. Em xin nhắc lại cái hình thức ship hàng bên em là có anh chị mua máy bên em thì cọc cho em 100k, có tài khoản thì chuyển khoản cho em, không có tài khoản thì mua cái cặp mobi cọc cho em cũng được. Rồi 100.000 đó là 100.000 anh chị cọc cho em từ vào cái tiền đơn hàng của anh chị nha, chứ không có mất mát gì hết. Rồi em xin kết thúc video nha.